Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú luôn. Giao lưu một cây sơn liễu nha. Cái này hoành là 12 nha, hoành tổng là 12. Cao cao là 22 nha. Cái tán ngang của nó là 55 nha anh chị cô chú. Cây này đã sống khỉ rồi nha, cây này những mầm mới hết nha anh chị cô chú. Dòng sơn thủy này đã sống khỉ về anh chị cô chú có thể hàng thủy nha. Cây này quá già nha, những chi nó rất quá già luôn nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn.